Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Ngày hôm nay em sẽ mời tất cả mọi người cùng ra vườn hái bạc hà với em và vô nấu canh chua nha mọi người. Thì em cái nó bị khá là đẹp các bạn thấy không? Đó, bây giờ em sẽ hái đi vào cho nó ra cái đọt mới. Đó. À, ở trong nhà thì em nhớ em còn được một cái bắp cải. Còn được một cái bắp cải cho nên em sẽ độn độn cái này vô thêm để cho nó có cái mùi thơm thôi. Đó, cho nó có mùi thơm của bạc hà. Đó, nó cũng tới cái mùa đông rồi. Mình cũng nên ăn được. Để mùa sau cho nó ra tốt hơn. Chứ này là coi như là quá lứa rồi, già rồi. Các bạn biết không, bạc hà này mình ăn lá được luôn các bạn. Ở dưới quê mình là cắt như vậy nè, cái đầu lấy lá xào luôn nè. Để mình quay cho mọi người xem nè, cái bụi bạc hà của mình đây nó bị đẹp rồi nè. Cái này mình sẽ cắt bỏ, cái phân này nó không có tốt, cắt bỏ. Ở trong đây nó có mấy bụi nữa nè, mình sẽ bước vào đây mình cắt nha. Ây da, cái này nó già rồi, cắt bỏ cái này đi, hái cái tép này luôn đi cho nó nhảy ra được mới. Các bạn biết không, khi mà mình không có hái á, cái nó cứ như vậy hoài à, nó không ra được mới đâu. Mình phải chịu khó mình hái nó, dù ít cũng hái nữa, đừng có tiếc. Nhiều khi mình trồng cái mình có được cây hay cây cái mình tiếc á, mình không dám hái. Thôi vậy đi, đây mình sẽ hái thêm mấy cái trái cà chín này luôn vô, chút nữa nấu canh chua nè các bạn. Chứ để nay ăn hết trơn rồi các bạn ơi, nay nó lại nó phá lắm, nó ăn hết trơn rồi. Có được mấy trái cà mà nó lại nó ăn. Mình có được nhiêu đây cà rồi, mình sẽ ra ngoài sân này các bạn, mình hái hết cái đám cà này luôn nha, đi vô ăn đó các bạn. Thấy không, đây nè, nó trong đây nè, hồ nó chín nè, nó hùm hùm hết rồi nè. Có mấy trái nè, cái góc này nè, đó các bạn thấy không, nó hùm hùm rồi, bẻ được rồi. Để nay nó lại nó ăn của mình cũng vậy à, mình trồng mình chưa kịp ăn nữa nó ăn hết trơn các bạn ơi. Nhiều đây là đủ nọ canh chua rồi. Ở dưới này có mấy trái ớt chín nữa nè các bạn, hái vô luôn, hái vô chút làm bỏ vô canh chua cho nó thơm. Thấy không, đây nữa nè, bên đây mình còn mấy trái nữa nè. Cái cây ớt này nó bị cái cây cà này nó lớn quá các bạn ơi, nó lớn không nổi luôn á nè các bạn ơi. Bị cây cà lớn quá trời luôn. Cái trái cà ở ngoài trước này nó tốt quá trời. Này, mình qua góc bên đây rồi, còn trái nào không? Đây nè, có trái nè. Cà nè ha. Có mấy trái ớt nữa nè. Rồi, được rồi, thố này là đủ rồi. Ok, đi vô. Bây giờ mình sẽ hái thêm một mớ lá ngò ôm vô. Đó, cái lá bự bự không các bạn ha. Đó, mình sẽ lựa mấy cái lá to mình hái. Đó, nó mọc rải rác mỗi một cái chậu vậy, nó mấy bụi nhỏ 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 mà lá bự bự không luôn. Cái chậu này của mình xin đó về hả, nó tốt dễ sợ luôn. Nếu như mà mình nấu canh chua mà mình không có rau ngò ôm hoặc ngò gai thì mình có thể sử dụng cái lá này nè các bạn, nó cũng thơm lắm. Nhưng mà ngày hôm nay mình có rồi, ngò ôm với ngò gai rồi. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái này thôi, dưỡng cái này lại cực lắm các bạn ơi, được hai cây nè. Ngày hôm nay mình lục trong tủ lạnh mình có được nhiêu đây, miếng thơm nè, với bạc hà này mình sẽ tước ra, và cà chua nè, ớt nè, bắp cải thảo, bắp cải nè, bắp cải trắng nè, với
cái này là ngò ôm đó các bạn. Đó, ngò ôm mình cắt sẵn rồi, đầy đủ nguyên liệu, và ngày hôm nay mình sẽ nấu canh chua đầu cá hồi nha các bạn. Bây giờ mình đã hoàn thành một cái nồi canh chua các bạn. Thì cái nồi canh chua này mình nấu là mình cà chua này với cái này mình xào riêng một cái chảo, rồi còn có hành phi này thì mình phi hành xong mình đổ vô, rồi còn cái thịt á, còn cái cá các bạn, cái cá hồi này á thì mình bật cái chảo lên, mình bắt cái nồi lên, xong mình đổ dầu vô, cái rồi mình phi, mình bỏ vô cho nó tao cái phần da này cho nó đừng có tanh, rồi đầu mình mới đổ nước vô, xong sau đó là mình xào cái này riêng mình đổ vô đó, thì cái nồi canh nó sẽ rất là ngon. Xong rồi các bạn. Hi, xin chào cả nhà. Bây giờ mời tất cả mọi người cùng ăn canh chua với em nha. Trời ơi, hết sảy. Em thích nhất là ăn canh chua với nước mắm. Ớt thiệt là cay, nhiều ớt như thế này mọi người. À, chấm vô. Đây, cái phần cá hồi đây mọi người ơi. Đây, cá hồi đây. Wow. Cái phần thịt này em phi, em khử mùi nhiều lần lắm. Có một ly cà phê. Cái thịt này nè, mới đầu là em phi bỏ vô tao nó cho nó sát lại mất cục. Đây, cái phần cá này nè các bạn, em bỏ lên em tao xong rồi bắt đầu cái hành á, cái phần cà với thơm này nó em cũng xào. Cái phần cà với thơm là mình xào, là quan trọng là mình xào để cho nó ra chất chua mà nó ngon hơn. Rồi á, khi mà phần cà với phần thơm này mình xào như vậy á, cái mình nêm chút xíu đường để cho nó dịu cái hậu chua của nó lại. Rồi cái khi mà các bạn làm xong hết rồi á, các bạn phi hành tím á, phi hành tím đổ vô. Ngon quá. Các bạn phi hành tím các bạn đổ vô vậy á, là nó bán hết cái mùi tanh của cá hồi. Có nhiều người á, họ nấu cái món này á tanh ghê lắm. Như đợt đó cái chị kia chỉ bán đầu cá hồi á, hồi lúc mình về quê mình ở cách đây hai năm mấy ba năm, người ta cái chị đó chỉ bán cá hồi, mà chỉ bán đầu cá, mà cái chị thấy nhiều người mua quá, và chị thấy có nhiều trong chợ có nhiều cái chị có mua về chị bán mà chị không biết ăn. Cái chị thấy là có nhiều người mua mà ai cũng khen là nấu canh chua ngon lắm. Cái bữa đó bà cũng chừa bốn cái đầu cá. Nó bạn biết không, đầu cá hồi á hai cái là nấu đủ ăn rồi, mà nó mới chừa bốn cái, bà chặt ra xong cái bà nấu được nồi bự luôn. Bà nó nấu xong rồi á không ăn được, tanh quá, đổ xong luôn. Cái mình hỏi bà nấu sao, bà nói là bà nấu giống như là nấu canh chua của miền Nam mình đó. Mình nói cái này không có nấu giống như miền Nam được, cái này là mình phải phi hành phi tỏi, mình khử mùi nó mình mới ăn được. Bà nói tao thấy nó không có nhớt, tao rửa sạch sẽ bình thường thôi. Mình nói không được, cái hồi này các chị phải trụng, một là trà nước muối, trà với muối, chanh với muối, hai là trụng nước sôi. Đó, mình nói vậy đó. Rồi á,
sau khi trà và chuẩn xoay vậy rồi á, bắt đầu mình bỏ cái cá này ra, mình khèo nó cho nó bán đi cái mùi tanh ở trên cái phần da. Ví dụ như mình đập tỏi đập hành, mình khèo cho nó hơi rám rám cái phần da, khử mùi tanh của nó xong vậy á, các bạn mới 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 đổ nước vô, bắt đầu mình mới nấu nấu á. Còn cái phần á cuối cùng mà các bạn khử mùi tanh và thơm cho cái nồi canh chua đó, các bạn phải phi phi hành tím và các bạn đổ vô sau cùng thì cái nồi canh nó sẽ rất là ngon. Và cái lúc mà mình đổ nước vô để mình nấu cá là cho chín thì mình phải vớt bọt, cái bọt nó là cái phần tanh nhất đó các bạn. Mình nấu á, mà mình nấu mình làm đúng quy trình vậy á, là ai ăn cũng khó ăn cỡ nào cũng ăn được hết trơn. Ở nhà này á, chị Loan là người khó ăn nhất, mà mình nấu canh chua cá hồi mà chị ăn chị không chê tanh á. Mình thích ăn phần cá hồi là tại vì nó cái đầu cá hồi nó sụn nhiều các bạn. Mày ngủ ăn không ăn thôi. Nấu nấu canh chua thứ này mà, hoặc là đầu cá ba sa cũng ngon, đầu cá ba sa ăn cũng yêu nhiệm. Nhưng mà mình thấy á, là trong nồi canh chua á, lúc nào á cũng phải bỏ khoảng 2 hoặc 3 trái ớt. Và cái đó là bí quyết của mấy cái người đầu bếp chỉ lại cho mình á, mấy người cùng lớn á. Họ nói là mình phải bỏ mấy trái ớt vô dằn ở trong cái nồi vậy á. Nó sẽ nó bán mùi tanh của cá. Đừng bỏ nhiều quá thôi. Ngon quá. Nhà mình á mà nấu canh chua là ăn hao cơm lắm các bạn ơi. Mẹ mình nó bữa nào mà nấu nồi canh chua là mẹ mình do ba ba lon gạo, mỗi khi là do 2 lon, mà mỗi lần ăn ăn cái với canh chua ha là do 3 lon. Hoặc là bữa nào mà ăn với mắm sống không ạ, mắm sống nè, mắm kho nè, là kho là bắt đầu nấu cơm hơi nhiều chút. Mắm chưng nè, với món gì ta, cá lóc hấp nè, cá lóc hấp dưa cải. Để bữa nào mình làm á, mình đi chợ mình thấy cá lóc nào ngon mình sẽ mua cá lóc, rồi mình mua dưa cải về mình hấp cá lóc dưa cải cho mọi người coi. Cái món đó nè, hồi lúc nhỏ không mình rất thích ăn món đó của mẹ mình, ăn nó ngon lắm. Ở Việt Nam là gia đình nó khổ quá, muốn một tô canh chua vậy là 4 người ăn nhường qua nhường lại. Còn giờ qua đây ăn một phần anh. Một ngày ăn lần lần ăn tô. Chờ bạn chút té đó, té 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 rồi. Ok bây giờ chào cô chú nè nè nè, dầm nè, ai gì ai gì.
Rồi, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video của em và Henry ngày hôm nay nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye. Rồi bây giờ sẽ tới phần Henry, em sẽ múc cơm cho em ăn sau. Rồi tắt máy nè, đứng lên nhà mẹ tắt máy.